Theo dòng chảy của thời gian và quá trình phát triển của nền công nghiệp hiện đại, khiến cho các làng nghề truyền thống ở thành phố Hồ Chí Minh dần co cụm lại và mất dần vị thế trong thị trường tiêu dùng. Nhưng ở vùng Củ Chi, đất thép Thành Đồng, làng nghề đan lát ở xã Thái Mỹ vẫn âm thầm bền bỉ tồn tại hơn 100 năm qua. Trước thập niên 2000, làng nghề đan lát ở xã Thái Mỹ vô cùng phát triển và tấp nập. Ở thời kỳ đỉnh cao, làng nghề có khoảng 2.000 hộ dân với gần 4.000 người lao động, thành thục các kỹ năng đan lát các sản phẩm từ mây, tre, trúc. Mỗi xóm, mỗi ấp đều có cho mình một sản phẩm đặc trưng từ ngành nghề đan lát này. Nhưng rồi, theo nhịp điệu phát triển của thành phố Hồ Chí Minh, làng nghề đan lát xã Thái Mỹ cũng dần trở nên vắng lặng và im ắng giữa thành phố hoa lệ này. Bẵng đi một thời gian, cư dân ở vùng Đông Nam Bộ dường như đã quên hẳn làng nghề một thời hưng thịnh này. Nhưng ít ai biết rằng, vẫn còn đó hàng trăm hộ dân những năm qua vẫn miệt mài giữ đất trồng tre, trồng trúc và gìn giữ làng nghề trăm năm này. Nếu trước đây, mỗi gia đình sẽ tự làm các công đoạn từ phần thô cho đến khi hoàn thiện sản phẩm, thì hiện nay, do không đủ điều kiện sản xuất nên đa số các hộ gia đình nhận làm gia công từng công đoạn sản phẩm cho các cơ sở lớn. Điều này giúp tiết kiệm được nhân công, thời gian. Song, sản phẩm làm ra vẫn đòi hỏi trình độ tay nghề cao của người làm nghề. Làm trúc này, làm khâu dành thì lựa trúc phải cho già đó, là có đọt đựng cục ngọn. Trúc mình mua về nhiều quá, số lượng nhiều quá, rồi mình mới để nguyên một đống vậy, mình lấy ra mình tủ lúc trên, mình tưới nước cho nó kiểu như nó lâu khô để mình dưỡng, để xài lâu thì lâu. Mình ít thì khỏi tủ, lúc này băm một khoai khô luôn. À, khoai khô mình rắc dành vậy nó không có bị hư. Để tư rắc rồi cái nó khoai khô cái dành lại, cái trúc cái dành nó bị cúc. Trong công đoạn làm thì chỉ có đoạn là róc dành với lại khoanh dành lặn là có nhất. Đúng là không đúng, cái thật róc dành không đúng thì nó bị phạm cái dành đi, mình khoanh nó sẽ bị méo hoặc gãy, nó không tròn là mình phải bỏ. Một ngày thì thường như làm theo thâu, như ở đây róc lặn thì cỡ 50-70 cái và khoanh lặn luôn á. Mà nếu có dành sẵn, mình róc dành sẵn thì cũng được 100 cái lặn á, bỏ khâu khác, bỏ khâu nước khác. Chứ được gọi là cái tràng bún đậu với lại tràng gà xôi, gà bó xôi với lại tràng ta lại đám cưới, rồi tràng để túi quý, cái nhỏ thì ta để bị chả gì đó mình cũng làm. Sự ra đời của các sản phẩm bằng nhựa và kim loại khiến cho các sản phẩm đan lát trở nên khó cạnh tranh hơn trên thị trường trong nước. Do đó, các sản phẩm thủ công này không còn được sản xuất và bày bán đại trà như trước kia, mà chủ yếu sản xuất theo đơn đặt hàng của các quán hay nhà hàng ẩm thực. Nhưng đặc biệt, các sản phẩm đan lát thủ công này rất được ưa chuộng ở thị trường nước ngoài như Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Bản và một số nước ở khu vực Đông Âu. Nên phần đầu ra cũng như nguồn thu nhập cho người dân phần nào được ổn định hơn. Hiện nay, chính quyền các cấp đã và đang phát triển nhiều chính sách giúp đỡ cho bà con theo nghề để nỗ lực bảo vệ nét văn hóa đặc sắc của vùng Củ Chi, đồng thời tạo động lực để thế hệ trẻ quay trở lại gắn bó và phát triển làng nghề đan lát này. Làng đan lát xã Thái Mỹ như một thân tre già cỗi đứng vững chãi
giữa nền công nghiệp hóa hiện đại. Dù trải qua bao thăng trầm của thời gian, nhưng thân tre ấy vẫn dẻo dai, bền bỉ, tồn tại đến ngày nay.